Ngày 5 tháng 1 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng và các phó chánh thanh tra cùng đông đảo cán bộ công chức lao động Thanh tra Bộ Xây dựng. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Thanh tra Bộ Xây dựng đã cố gắng nỗ lực thực hiện tốt công tác thanh tra và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Để đạt được những thành tích đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã luôn bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao phó. Các nhiệm vụ được triển khai khoa học tạo thành bộ máy và phương thức vận hành bộ máy, thường xuyên được đôn đốc kiểm tra, đánh giá và có biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời, nâng cao sự gắn kết, chủ động phối hợp giữa các phòng chuyên môn, tác phong, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cụ thể, trong năm 2017, công tác xây dựng đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã bám sát các quan điểm, chủ trương, yêu cầu quản lý của ngành và đã đạt được một số kết quả nhất định. Kế hoạch thanh tra năm 2017 được triển khai hoàn thành và đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Các cuộc thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số vụ việc phức tạp, gay gắt theo chỉ đạo của Bộ trưởng được lãnh đạo Bộ đánh giá cao. Kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, khả thi và được các đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều hình thức vi phạm, đánh giá và đề xuất sửa đổi một số hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng. Cũng trong hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng đã trao danh hiệu khen thưởng vì sự nghiệp thanh tra, danh hiệu khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã biểu dương những thành tích mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị đơn vị khắc phục, hoàn thiện những nhược điểm còn tồn tại, phấn đấu và làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ giao phó, cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được, lấy đó làm bàn đạp để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.